Tiếp tục liên quan đến vụ cháy trung cư mini vừa qua, nhiều căn trung cư mini dục dịch giao bán cắt lỗ tại Hà Nội. Nhiều chủ đầu tư sau khi bỏ hàng chục tỷ đồng cho các tòa trung cư mini đang giao bán vì việc cho thuê không hiệu quả. Đặc biệt sau khi sự cố cháy nổ ở phố Khương Hạ vừa qua xảy ra, thì việc kinh doanh được dự đoán là chắc chắn ngày càng khó khăn hơn. Theo đó, trên phú Bùi Sương Trạch, quận Thanh Xuân, giá căn hộ từ 32 đến 50 m2 được chủ nhà giao bán chỉ khoảng 13 triệu đồng một mét vuông. Một người khác sở hữu căn hộ mini diện tích 30m2 nằm trong con ngõ trên đường xá đàn quận đống Đa cũng quyết định cắt lỗ với giá 680 triệu đồng, tức là khoảng 22,6 triệu đồng một mét vuông. Kèm theo đó là có nội thất cơ bản như bếp, tủ lạnh, điều hòa. Người này mua căn hộ vào khoảng một năm trước với giá 730 triệu đồng, chưa có nội thất. Nhiều chuyên gia bất động sản đánh giá, sau vụ hỏa hoạn tại trung cư mini 9 tầng tại Thanh Xuân, Hà Nội, khiến 56 người tử nạn, phân khúc này có thể sẽ phải chịu ảnh hưởng nặng nề bởi sự vào cuộc mạnh tay của cơ quan chức năng trong việc siết lại điều kiện hoạt động nhận định về xu hướng này ông phạm đức toàn tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản ez ez property nói ngoài vấn đề về pháp lý vay vốn chất lượng căn hộ tại trung cư mini cũng không đảm bảo về phòng cháy chữa cháy đây sẽ là những rào cản khiến nhiều người cân nhắc khi mua trung cư mini vào thời gian tới ông toàn dự báo sau vụ cháy ở khương hạ thị trường trung cư mini sẽ bị siết hơn vì vậy, chủ đầu tư xây dựng cũng phải đầu tư nhiều tiền hơn mới có thể cho thuê. Còn người mua, họ cũng sẽ rẻ chừng hơn khi lựa chọn loại hình này. Theo ông, trong thời gian tới, nguồn cung căn hộ mini chắc chắn sẽ không có sản phẩm mới do giá đất tăng cao, trong khi việc cấp phép xây dựng yêu cầu sự chuẩn chỉ. Các cơ quan chức năng chắc chắn cũng sẽ giám sát chặt với loại hình này, nên đây không còn là phân khúc hấp dẫn đối với nhà đầu tư. Đồng quan điểm, chuyên gia bất động sản Nguyễn Trung Tuấn cho rằng, việc mua bán chung cư mini ở thời điểm này tương đối nhạy cảm cho dù đã cắt lỗ Ông Tuấn cho biết, rất nhiều người đang tỏ ra hoài nghi chất lượng của các chung cư mini hiện nay nên họ thà ở thuê còn hơn mua chung cư mini cắt lỗ. Vì vậy hiện nay dòng sản phẩm này rất khó bán. Trong khi đó anh Lê Văn Tài, một người chuyên môi giới chung cư mini ở Hà Nội cho biết, hiện nay vấn đề tài chính đang khá chật vật với người dân. Có thể nói trong ngắn hạn và trung hạn, phân khúc này sẽ tiếp tục gặp thêm nhiều khó khăn, áp lực, đòi hỏi các nhà đầu tư cân nhắc tính toán kỹ trước khi xuống tiền. Thưa quý vị, các nạn nhân may mắn sống sót trong vụ cháy vừa qua hiện đang được điều trị tại các bệnh viện, trong đó có bé gái LTN, sinh năm 2010, quê ở xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng, Hà Nội, đã may mắn được hàng xóm cứu sống khi em đang đuối sức, lạc mất bố mẹ trong lúc tháo chạy. Tuy nhiên, bố mẹ và em trai của cháu N đã thiệt mạng. Chỉ trong một đêm, gia đình 4 người, giờ đây cháu N bỗng chốc trở thành trẻ mồ côi, khiến nhiều người xót xa. Theo đó, cháu N được đưa vào Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sau khi thoát khỏi đám cháy. Sau đó người thân đã đến đón về nhà để chịu tang bố mẹ và em trai. Trong căn nhà nhỏ tại quê nhà cháu nở ở xã Thọ Xuân, khi người thân vừa lo xong hậu sự cho bố mẹ và em trai nở, không khí tang thương vẫn bao trùm khắp ngôi nhà. Ông LVT, gần 73 tuổi ông nội cháu nở và vợ gào khóc liên tục gọi tên cháu. Người mẹ già gần như đứng không vững vì quá đau đớn khi mất đi con cháu chỉ trong tích tắc. Theo lời ông T, vợ chồng ông sinh được ba người con, trong đó anh T, bố cháu nở, là con trai út trong nhà. Gia đình anh mua được một căn hộ ở tầng 7 tại trung cư mini trên phố Khương Hạ và sinh sống ở đó gần 10 năm nay. Anh Tê làm nghề sửa chữa máy tính, còn vợ làm kế toán. Kinh tế không dư giả nên dù mua căn trung cư mini đã lâu nhưng gần đây hai vợ chồng mới trả hết nợ. Cùng một lúc mất đi ba người thân là con cháu của mình, ông Tê gạt đi nước mắt chia sẻ lo lắng cho con gái. Ông chia sẻ dù may mắn sống sót sau vụ cháy kinh hoàng nhưng ông lo cho tinh thần của cháu nờ vì cú sốc lớn do cùng lúc mất bố mẹ và em trai. Ông nghẹn ngào nói trong tiếng khóc nấc cho biết, lo xong tang lễ cho bố mẹ cháu, chúng tôi đã đưa nờ ra ở tạm nhà người thân trong nội thành để cháu ngồi ngoài nỗi buồn. Nếu ở đây, hàng ngày nhìn thấy di ảnh bố mẹ, chắc con bé không trụ nổi mất. Gia đình ông từng tính phương án đưa nờ về quê chăm sóc, nhưng nghĩ cháu vừa mất bố mẹ và em trai, giờ lại chuyển trường dễ bị sốc tâm lý, nên gửi qua nhà bác ở Hà Nội. Sau khi lo liệu chu toàn tăng lễ, ông Tê động viên vợ, dù khó khăn thế nào cũng cố gắng chăm sóc cháu gái thay con. Ông nghẹn ngào, tôi mất hết rồi, chỉ còn mỗi cháu nở thôi, rồi tương lai của cháu sẽ xa sao khi không còn bố mẹ ở bên, cứ nhìn thấy con bé là tôi lại đau thắt tim gan. Trong đám tang đưa tiến người thân tại quê nội vào chiều 14 tháng 9, chị Nờ chỉ ngồi một góc, nhưng thấy ông bà suy sụp khóc ngất. Cô bé chạy ra ôm và luôn miệng nói, ông bà ơi còn có con nữa, Nhớ lại ngày định mệnh hôm đó chị V bác ruột của cháu N chia sẻ sáng 13 tháng 9 cháu N có cho chị rất nhiều cuộc điện thoại tuy nhiên lúc đó chị đang làm ở công ty nên không cầm máy lúc nghỉ ăn cơm trưa chị mở điện thoại ra mới phát hiện nhiều cuộc gọi nhỡ từ cháu gái và dòng tin nhắn đau lòng chia sẻ về dòng tin nhắn cháu N nhắn cho chị V mà không khỏi xót xa cháu N nhắn bác ơi con gọi cho bác nhiều mà chẳng được chung cư nhà con bị cháy bố mẹ và em con không biết đi viện nào bác báo người nhà tìm giúp con. Sau đó chị V báo tin về cho gia đình, chị chỉ nghĩ cháu nở không sao thì em trai con dâu và cháu trai chị cũng không sao, cùng lắm chỉ bị thương thôi, ai ngờ lại ra nồng nỗi này. Chị V nấc nghẹn từng tiếng và nói, biết tin gia đình tôi hơn 20 người đến hiện trường và tỏa đi khắp các bệnh viện tìm kiếm tung tích người nhà. Cả nhà vẫn hy vọng bố mẹ và em trai cháu còn sống. Đến khoảng 20 giờ tối 13 tháng 9, mọi hy vọng đã bị dập tắt em trai, em dâu và cháu trai, lần lượt được nhận diện tại Bệnh viện Quân Y 103. Chúng tôi gào khóc trong vô vọng. Đau lòng lắm, cả gia đình em tôi hiền lành tử tế, các con ngoan ngoãn, giờ đi hết rồi, còn mỗi cháu nở được hàng xóm cứu. Hiện tại gia đình chị V mong muốn cháu gái sớm ổn định tâm lý, trở lại trường lớp và sẽ từng bước tính chuyện của cháu. Bên cạnh đó, chị V không quên gửi lời cảm ơn đến ân nhân đã cứu nở. Chị nói, Gia đình tôi muốn gửi lời cảm ơn đến gia đình anh hùng, hàng xóm của cháu Nờ đã cứu giúp cháu lúc cháu hoạn nạn. Một dòng tin nhắn của đứa trẻ thơ ngây đang khao khát được gặp lại bố mẹ và em, như mũi dao cứa vào lòng những người thân còn lại của cháu N. Một đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng, khiến bất cứ ai nghe được lời em nói đều cảm thấy xót xa. Mặc dù mọi bước đường trong tương lai sắp tới sẽ thiếu đi hình bóng của bố mẹ và em trai, nhưng mong nở hãy luôn nhớ rằng em hãy sống thật tốt, học hành chăm chỉ, để chứng minh cho linh hồn bố mẹ và em trai đang che chở cho em chúc nờ mau chóng bình ổn lại tâm lý và tiếp tục phấn đấu trong cuộc sống của mình